Các bạn thì mới nhất trong ngày hôm nay, ngày 25 tháng 9 năm 2019 Bình Dương, thì trên tay mình đang cầm trên vô lăng mẫu xe BMW 318i với chiếc xe động cơ chỉ có 1.8 thôi, vô cùng tiết kiệm nhiên liệu. Chiếc xe đẹp nguyên bản luôn, số tự động anh chị nhá. Đẹp và rất là nhiều trang bị những cái tính năng hoàn toàn như trong rất nhiều từ khí. Đấy. Gương kính chỉnh điện là toàn bộ. Điều hòa auto 2 chiều. Đẹp đến từng những cái cửa chỉnh gió, nhìn nó cực kỳ sạch sẽ. Và chúng ta nhìn thấy những cái đồ nhựa nhìn rất mới, vô lăng này. Đấy. Ngồi trong xe thì với động cơ 1.8 thì BMW với cái thương hiệu của xe thể thao khỏe. Đấy. Đầm và chắc xe, xe nguyên bản kia chỉ zin 100%, máy zin nguyên bản theo xe. Giá em bán là 215 triệu đồng cho con BMW 318i sản xuất đúng không? 318i sản xuất vào năm 2003 anh chị nhé. Ngay bây giờ mời quý vị và các bạn hãy cùng em đến phần chi tiết của cái mẫu xe này. Vâng, xin kính chào toàn thể quý vị, anh chị và các bạn đã quay trở lại với kênh của Xe Sứ Cỏ Hải Dương. Thì mới nhất trong ngày hôm nay, ngày 25 tháng 9 năm 2019 Bình Dương, giới thiệu cho quý vị và các bạn một mẫu xe mới về cửa hàng bên em, mẫu xe BMW 318i với chiếc xe động cơ chỉ có 1.8. Với chiếc xe này thì chúng ta nhìn thấy phần đầu xe vô cùng khỏe khoắn, và từ 2003 đến giờ cho đến thời điểm hiện tại thì chiếc xe này nó còn cực kỳ là đẹp về form dáng, cũng như là về cái tính năng hoàn toàn, cũng như là về cái độ đầm chắc, cũng như là cái thân vỏ của nó cực kỳ là dày dặn. Chúng ta hãy đến phần mắt đẹp của xe. Chủ xe này là một người chơi, chủ nhân bán cho em chiếc xe này là người biết chơi về cái dòng BMW này, cũng như cái dòng Mét, rất là trong hai mẫu xe rất thích chơi và độ lên cặp mắt đèn hơn chục triệu trên mắt đèn cặp đi salon này chỉ vào bạn các bạn nhé, có cả giả đèn led ban ngày. Và chúng ta nhìn thấy form dáng của xe, tất cả những đường gân keo chỉ zin nguyên bản theo nhãn xuất luôn, không có một bất cứ lỗ nhỏ nào. Và lốp chúng ta nhìn thấy là đó là da răng đúc đấy, da răng đúc nguyên bản theo nhãn xuất luôn, và phanh đĩa nó là bốn bánh luôn. Tất cả những cái tai gương, tai ghiếc của nó cực kỳ là vững chãi, và chúng ta hãy nghe tiếng đóng mở cửa. Đấy. Tất cả bốn cánh nghe đóng mở cửa nó cực kỳ nhẹ nhàng, nhưng mà khi mà đóng vào bên trong nó sẽ có một âm thanh nghe nó to hơn với những chiếc xe khác một chút. Nói chung đóng là rất là chắc luôn anh chị và các bạn nhé. Tất cả những cái đường vân, chúng ta nhìn tất cả những cái đường vân của nó đây. Đấy, nó thẳng tắp từ đầu cho đến cuối quấn quanh xe này luôn. Và chúng ta hãy đi về phần sau xe để nhìn chiếc BMW 318i này. Biển là biển số Hà Nội nhá. Nếu anh em mà thích mẫu xe này thì liên hệ em qua số điện thoại là 0966668121. Đấy, chiếc xe đã chỉ có những người yêu BMW hay là đam mê cái dòng xe này mới biết là cái tem thể thao nó đặc trưng, nó là thương hiệu của BMW rồi. Đấy. Và thưa quý vị và các bạn, thì cái phần cua lốp của hai con bên này nhá, cua lốp nó cũng nguyên bản luôn, về phần tôn của nó vẫn còn nguyên mạ của thương hiệu sản xuất và hoàn toàn chưa có bị gì mục mọt hay gì một tí gì cả. Phần đuôi xe nhìn rất là thể thao. Chúng ta hãy bên trong nội thất của xe này. Chúng ta nhìn vào bên trong nội thất, thứ nhất là chiếc xe này thì nó có lót sàn may 3D. Đấy. Và nội thất này là nội thất zin nguyên bản của nó, mà chúng ta nhìn thấy nó còn rất là mới luôn. Và những cái tắp nô này, tắp ni này, chúng ta nhìn thấy đen xi. Nó đen xi và nhìn nó sạch sẽ vô cùng anh chị và các bạn nhé. Ở đây chúng ta có một cái túi khí. Đấy. Và con này là bốn túi khí, trang bị bốn túi khí hoàn toàn, chúng ta nhìn thấy kính chỉnh điện và những cái con nẫy này thiết kế cực kỳ đẹp, và những cái giả gỗ lẹp này. Đấy. Đẹp như em đã nói rồi, đẹp đến từng cái chi tiết. Cửa gió điều hòa, chúng ta hãy nhìn vào cửa gió điều hòa, tất cả những cửa gió điều hòa này còn rất là cứng cáp luôn. Đấy. Chiếc xe thì chúng ta nhìn tổng hành xe thì quá đẹp luôn. Chúng ta nhìn keo chỉ nhé, keo chỉ này. Keo chỉ con này là khẳng định với quý vị và các bạn là cam kết và bảo hành cho tất cả mọi người là zin cả xe. Đây, những con ốc bản lề chúng ta nhìn đây. Ta nhìn mới không? Trong đây nhìn mới không? Đấy. Vỏ vẻ cực kỳ là dày dặn nhá. Giá 215 triệu đồng mà thôi.
À, anh chị và các bạn nhìn cái ghế sau này, ta nhìn cái chốt mở cửa này, hoàn toàn là chỗ là sơn zin nó còn khá nhiều. Đấy. Đấy, chúng ta nhìn thấy là cái nội thất của nó đẹp vô cùng luôn, và trần nó là trần nỉ, chúng ta nhìn thấy này. Đấy, trần nỉ. Trần nỉ sáng trưng luôn nhá mọi người nhá. Cho anh em xem qua phần cốp. Phần cốp của con này thì nó là cốp điện luôn. Giá chỉ có 215 triệu đồng bán tại cây siêu xe cỏ Hải Dương. Chúng ta nhìn thấy cốp nỉ này, nỉ nguyên bản. Đấy, trong đây là cái đồ nghề nhé các bạn nhé. Chúng ta có thể xoáy ra. Trong đây là đồ nghề tháo kích nốt các thứ. Đây, anh em xem cái phần lốp xoay cua. Đấy, tất cả những đường tôn nguyên bản luôn, và na răng dự phòng vẫn còn rất là dày dặn luôn. Những chi tiết nhựa không gãy vóc gì cả. Đấy, nỉ một màu nỉ rất là sạch sẽ. Và tất cả những cái máng nước này chúng ta nhìn này, cái máng nước này chúng ta nhìn mới biết được là cái xe nó chất này. Tôn vỏ, những con ốc hoàn toàn chưa ra một tí nào cả đây. Đấy. Rồi, em sẽ cho quý vị và các bạn vào phần đầu xe để chúng ta nhìn cái phần đầu xe cũng như là về phần khoang máy. Thì chúng ta để về phần đầu xe thì em sẽ cho mọi người xem qua cái một cái rất là tiện lợi cho cái dòng xe BMW này, là phía sau này chúng ta có hai cái cổng sạc USB 12V và chúng ta có thể để đồ ở cái thay này, nhìn thiết kế rất là đẹp luôn. Đó, tâm ni này chúng ta nhìn thấy này. À đâu, con này là 6 túi khí anh chị nhá. Cả hai tắt ni này đằng sau này đều có hai túi khí, tổng cộng là 246 túi khí, rất là nhiều túi khí này. Nhìn những cái ốc bản nề nhìn nó quá là đẹp luôn, nhìn sáng trưng. Con xe này là 215 triệu đồng mà thôi. Cho anh chị và các bạn mà đang có nhu cầu đam mê dòng xe này, hãy liên hệ em qua số điện thoại là 0966668121 anh chị nhé. Ok. Về phần đầu xe con này thì chúng ta không thể bàn dừa, nó quá là đẹp luôn. Đấy. Chúng ta hãy nhìn máy con này. Máy của nó nhá, máy khô đét là đẹp luôn. Máy cực kỳ là khô luôn và lỗ cực kỳ là êm luôn. Tất cả những cái vách ở rìa này nhá, hoàn toàn là zin nguyên bản, chưa bị chạm một tí nào luôn. Chúng ta nhìn này, nó zin từng đến những cái mõm của nó còn zin nguyên bản hết. Em sẽ nổ máy cho quý vị và các bạn nghe qua phần máy. Chúng ta nghe cái tiếng máy, gần như là chúng ta sẽ không nghe tiếng máy đâu, bởi vì cái máy nó lổ rất là êm và cái tiếng nó lổ cực đanh. Và đặc biệt mẫu xe này nó có turbo tăng áp rồi, cho nên là quý vị và các bạn chạy thì quá là sướng luôn. Đấy. Và mọi thông tin chi tiết cho chiếc xe BMW 318i động cơ 1.8 sản xuất năm 2003 này với mức giá bán là 215 triệu đồng, và quý vị và các bạn đang có nhu cầu thì liên hệ ngay cho em qua số điện thoại là 0966668121, cũng như kết nối số Zalo, số điện thoại ở ghi trên tiêu đề để có thể được xem hình ảnh chi tiết của chiếc xe này. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong clip lần sau. Xin chào, cảm ơn.